ទេសនិកជនជាទីមេត្រីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022បានប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះព័ត៌មានដែលកើតចេញពីជនខិលខូចដោយប្រឌិតថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19នាំឲ្យកើតជំងឺមហារីឈាមនិងបានចាត់ទុកចំពោះការប្រឌិតព័ត៌មាននេះជាការញុះញង់បង្កជាមហន្តរាយដល់សង្គមជាតិ លោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសហៅកាត់ថាកវកដ-19និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលនិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈហៅកាត់ថាអបត.បានប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះព័ត៌មានដែលកើតចេញពីជនខិលខូចដោយប្រឌិតថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19នាំឲ្យកើតជំងឺមហារីឈាមនិងបាន
ក្នុងពិធីប្រកាសបើកយុទ្ធនាការជាតិអប់រំសុខភាពក្រោមប្រធានបទវីរុសកូវីដ-19បំលែងថ្មីអូមីក្រុងឆ្លងលឿនខ្លាំងជាងមុនអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកនៅក្រសួងដែលបានរៀបចំនៅសាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោមអធិបតីភាពលោកសាស្ត្រាចារ្យម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងមានការចូលរួមពីលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡែនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រី ចាក់ហើយណាមកឈឺដដែលអានឹងជាសាមួយណាជាសាមួយនិយាយដល់ស្មោះត្រង់ដល់ជាក់ស្ដែងដល់ការរស់នៅរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិទាំងអស់ឥឡូវមានបញ្ហាអ្នកដែលដើរសັບស្រាយថាអូកុំទៅចាក់បាក់សាំងថែមទៅអីទៀតបានរួយហើយចាក់ហើយណាមកឈឺដដែលអានឹងជាសាមួយណាជាសាមួយនិយាយដល់ស្មោះត្រង់ដល់ជាក់ស្ដែងដល់ការរស់នៅរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិគាត់ថាមានអីមើលមើលអ្នកចាក់ហើយក៏នៅមានឈឺដែរហ្នឹងហ្នឹងជារឿងមួយណាមួយទៀតអ
ơi, quật đau sắp phải thả. Chạm vạ sang tới. Vì bà cáo tôi chia mà hà rít chiêm. Vì bà cáo tôi chia mà hà rít cao sẽ cả. Thì hò. Đai về khâu bi lẹ là nạ phải chạy kẻ tế. Trong trời bất bạc cọt. À lấy của mai thật nhầm nẹ tha. Nè. Bà thiên ông ta sốc bê vô rô nè tế nè. Bà nhầm dê mình tới còn ai chui phải chạy bạc bàn đầy. Lẹ là nạ phải chạy kẻ tế. Nhầm dê đấy chứ lẹ là nạ phải chạy kẻ tế. Tiếc chẳng đi cư chỉ tiếc mình trầm trời tế. Nè khá có tháng chạy tới thức tốc á. Ở trong chạy. Tuy mà sao mà ngay. Chúng tôi cho rùm mô rồi nạ tục. Tại là anh mùi chúng tôi mình chanh muốn tế. Chúng trước chú mùi lực dê chú biết chú khóa. Lực dê ban chạy vạ sang hay nó có thật chạy hơi rồi. Tôi chạy màn đó, tí đo. Chứ mà chẳng lực dê. Chợt lực tí bấy mới ớt thì chạy. Hối ớt tới hết. Nó mới chẳng. Chạy tới thì thức tục. Thật chạy tới kỳ trạp quất, thật chạy tới thức tục. Dân gọi thay ở thức tục nâng, dân gọi hiền tới chạy tới. Nhóm này có răng bởi dối quạt. Đó bởi dối có thật là, ô, nó nâng rương chấm đi chăng. Chẳng hai ban chỉ ca sầm khăn á. Dứt từ đi ca phê ni. Đàm bây sắp sai vật hai tiết, từ đó bọn có ôn thà. Ca đòi miên phía. Phật đất. Bọn phô. Châu là na, phật tức vã. Mà nói bọn có ôn thì chạm vã sang. Cứ chỉ ca khóc cho con thông á. Cứ chỉ ca bằng co ở miên khu mà hân tả rai. Từ đó bọn có ôn to phương không. Bằng co mà hân tả rai. Từ đó sắp có việc sát tiên á. Cả đôi chia bằng co mà hân tả rai. Từ đó sẵn cùng chết rồi bỏ dương. Vì bước bỏ cô ta nốt nhưng kết tha. Mà mên quát mình dối. Phần tay quát miên mà nóng sẻ. Vì bước quát đâm cho băng á. Nó bê đại ông thì co nóng thật lạc cho á. Nó không phải giá tê thì buôn khai lang tay của mối khai. Giảng dư phất trở lại thì của mối tay của mối khai. Còn ca tiêu bóng phôn đã bán chắc đô ti mùi ti phi. Rồi có chón sân ngắm sân mùi đô hay nấy viên nóng thẹt cho ơ tầm ở đó. Chân là tên luôn. À vậy nóng cài lắm. Và sân bóng phôn đã bán chắc mà chôn ti bấy nè.
rồi gọi đôi thùm rưỡi nhỉ. Ta ở đây để cài lắng. Cứ cà chlông lăng vinh, cà tu lăng vinh. Ngay chùm ngư Covid đọc của muộn. Đại dương mình ai nâng mơ rầm lông bàn tê. Hai là bên nông. Nghĩa đã ra sắp sai tiết ở mi, cót nâng cây chát này. Cót nâng tùm lẹ cầm hô. Mà lơ, cả an nó vọt với thiên là ca rồi bò bong tôn phóng. Cót nâng tùm lẹ cầm hô. Tờ lơ cả đại với thiên là ca, tục cắt ca đi về đá, nơi chủ ngữ Covid tập của môn phóng. Chà. Chân lành đi, ở với đây chủng khăn bong tôn trực kết thả. Vắc xăng bàn chuối xong cua hả dũ chì vật là bà con thông thanh nha. Thông thanh nha. Chà. Tòa sân ba mình miên vắc xăng thế. Mình nâng chìa tàu giang na thế. Chà. Mình nâng chìa tàu giang na thế. Từng kê từng cái nhóm nha. Chà. Được chứ nè. Xong công phô tỏ hay là sao. Cả na đo vên. Xong mảnh trên tài chạm. Vắc xăng đài dương pra prang đài cam được chía. Sắp xong ta chia vạ sang đại biên ca tờ tu school thì ông ca sau cả việc bị phục lâu rồi tờ hao thì muốn dương pra vạ sang lại chia chủng nơi là bao sao thế nào rồi chia mà chấn xin được pha mới xin được vắt để tha vạ sang nó mình cao tê to ta na mau tia rộp to ta mau tia mờ rách ban vạ sang nó về là o bây giờ rồi thà bị ba mình tinh vạ sang nó vô mà chạo thì chưa có rộp. À lâu nó phê đầy dương miên vạ sang mà tìa rộp AstraZeneca. À lâu rộp liên đồ mà đào. Dương miên Pfizer. Rộp bao xa ra làm rực. Rộp liên đồ mà đào. Kê bài tay chia bằng phê xây. Kê thả vạ sang ơn đi. Chạy thứ. Vì thưa tụng chay. Vì thưa tụng chọc. Thưa tụng vì thưa hơi. Tay tam sẽ lấy riêng bằng một núi tê. Nhạc thiệt cho hơn, tam ca tam ban rồi bò. Cả đã cam can thì vô cách chạy bạc sang Covid đọc bổng buôn không có căn tư chẳng vật tích. Đại dương hay tha cô và con đọc bổng buôn đi. Mà chỉ muốn thông lên lúc, có ai mình bánh hại tình. Mà chỉ muốn tu, chạy tới có miên chư đại, chư ở cái lanh chạy. Có miên chư sạch đồng, có miên bánh hà, khai khuôn, à khai khuôn ấy cứ khăn gì vậy. លោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការដែលមានព័ត៌មានប្រឌិតពីជនខិលខូចដែលបំផុសចលនាមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជាការខុសឆ្គងធំណាស់និងជាការបង្កជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំទៅដល់ប្រជាជននិងបង្កទៅជាមហន្តរាយទៅដល់សុខភាពសាធារណៈនិងដល់សង្គមជាតិផងដែរលោកស្រីបានអះអាងដែរថាបុគ្គលអ្នកប្រឌិតព័ត៌មានទាំងនោះមិនមែនមិនដឹងពីផលប្រយោជន៍នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេប៉ុន្តែមានបំណងផ្សេងគឺចង់ឲ្យអង្គតិកោការពារក្នុងខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះនឹងមានការឆ្លងនិងផ្ទុះឡើងវិញនៃជំងឺ Covid-19 ដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបានទេហើយអ្នកដែលដើរផ្សព្វផ្សាយនោះនឹងធ្វើការទម្លាក់កំហុសទៅលើការដាក់ចេញនូវវិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 តែម្ដងលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមកុំមានការធ្វេសប្រហែសឲ្យសោះប្រសិនបើដល់ពេលហើយសូមទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្នាដោយវ៉ាក់សាំងទាំងអស់នៅកម្ពុជាសត្វតែជាវ៉ាក់សាំងដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកទៅហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាលកិត្តិកម្មយប់ថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2022ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងការពារជាតិបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ជូនដល់មន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន 14,780,268 នាក់ក្នុងនោះរួមមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងមានចំនួន 10,206,018 នាក់អាយុចាប់ពី12ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំមានចំនួន 1,820,788 នាក់ចាប់ពីអាយុ6ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំមានចំនួន 2,401,290 នាក់អាយុ5ឆ្នាំមានចំនួន 371,904 នាក់និងអាយុ3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំមានចំនួន 280,668 នាក់